KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Ráp Việt có Lay's, cuốn ơi là cuốn. Còn đã cố bước qua những ngày tẻ nhạt như một đứa trẻ lạc không tìm ra nước đi. Vẫn phạm lỗi khi đồng lương rẻ mạt chỉ tay vào thẻ phạt. Vẫn sợ điều ước của mẹ bị tước đi. Nếm trải bài học mà mình từng rút ra, thay đổi tư duy mới hài lòng thính giả. Muốn họ phải lòng ngay từ những khúc ca con đã chọn khai thác vẻ đẹp của chính ta. Lớn lên từ chuyến xe của bố chiều mưa ấy, đối với gia đình thì con là cua bấy. Mẹ đi cấy trong khi gà còn chưa gáy. Tương lai của mình bố mẹ còn chưa thấy con ra ngoài. Đôi chân lội bùn dưới ao sâu, bao khó khăn có một mình con thấu. Chỉ để mẹ nghe được câu con chẳng sao đâu. Điều con khao khát về nơi ánh sáng mà con luôn kiếm tìm. Không biết tìm kiếm nơi đâu. Tự dặn mình phải cố gắng, đừng nên lo lắng. Và con sẽ luôn là con. Ước mong sao những ưu phiền này rồi sẽ bay đi mãi. Ước mong sao những nỗi lo không để nặng lên đôi vai này. Mong cho những bao giông kia rồi sẽ không quay lại đây. Và ước mong cho những yêu thương này sẽ chẳng thể phôi phai. Chỉ là những mong ước ước, dù ngàn lần bị từ khước khước, nhưng con vẫn sẽ bước, nhìn sau bằng ngõ trước. Chỉ là những mong ước ước, dù ngàn lần bị từ khước khước, sẽ không an toàn vì ta đã không ngừng tiến lên để hôm nay hiện diện ở đây. Là một ngày vui thật vui nếu như tôi vượt qua được tôi. Đứng lên và hành động sẽ làm được thôi. Mặc quần mặc áo chứ đừng mặc cả. Mình không được nản cho đến khi nghe câu được rồi. Còn cho năm nay sẽ có đôi ba con hit. Biết khi trong tay làm cho fan là mê thiết. Bao đó võ luyện được flow lên viết. Cho em xin con biết em ở Seoul Paris. Cầu cho mưa thuận gió hoa. Không phải sinh nhật như vạn vật có qua. Cầu cho bình an ở khắp trên quê nhà. Bởi vì ở nơi đó có mẹ và có cha. Cầu cho con đường ta đi không còn ánh nhìn đa nghi. Những điều lạ ta suy sẽ từ từ ra đi. Và ước mong con tiếp đủ cả tim. Và ở đằng sau chính là baby của Ramsey. Ước mong sao những ưu phiền này rồi sẽ bay đi mãi. Ước mong sao những nỗi đau không để nặng lên đôi vai này. Và ước mong cho những bao dung kia rồi sẽ không quay lại đây. Và ước mong cho những yêu thương này sẽ chẳng thể phôi phai. Chỉ là những mong ước ước, dù ngàn lần bị từ khước khước, nhưng con vẫn sẽ bước, nhìn sau và ngó trước. Chỉ là những mong ước ước, dù ngàn lần bị từ khước khước, sẽ không hoàn thành vì ta đã không ngừng tiến lên để hôm nay hiện diện ở đây. Yeah. Mới chỉ đứng ở đây một khoảng thời gian ngắn thôi, mà tôi đã thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ở đây và trở thành một phần của khoảnh khắc này. Ramsey from Underdog. Ta chỉ muốn được mở mang tầm mắt, lưu giữ khoảnh khắc và đứng lên cái tầm chất. Như ngọn lửa thật khó bị dập tắt, trò chơi được mất để ta đi chậm nhưng mà chắc. Ta luôn nhắc nhở bản thân dù chắc chở, dù cho bị ghét bỏ, đừng quên những ngày khắc khổ. Dù có phải chịu sức ép để tắt thở, phải giữ đôi mắt mở để con flow sách đỏ. À, let's go. Nay rồi sẽ bay đi mãi. Ước mong sao những nỗi đau không để nặng lên đôi vai này. Và ước mong cho những bão giông kia rồi sẽ không quay lại đây. Và ước mong cho những yêu thương này sẽ chẳng thể phôi phai. Chỉ là những mong ước, dù cả lần bị từ khước, nhưng con vẫn sẽ bước, nhìn xa và ngồi trước. Chỉ là những mong ước ước, dù cả lần bị từ khước khước, sẽ không hoàn thành vì ta đã không ngừng tiến lên để hôm nay hiện diện ở đây. Thưa quý vị, Ramsey với phần trình diễn của nghệ sĩ violon Tân Titan. Chúc mừng em đã hoàn thành bài thi rất là tốt và cực kỳ tâm trạng, rất là quyết tâm, có thể thấy được điều đó trong mắt em. Xin mời mọi người chia sẻ bài trình diễn vừa rồi của Ramsey. Xin mời Suboy. Suboy thật sự rất là vui khi tại vì hôm nay được nhìn thấy một Ramsey mà bình thường mình không có thấy. Và một cái chủ đề rất là đẹp, sáng cũng không phải sáng mà tối cũng không tối, để tặng cho nhiều thứ. Và Suboy xin chúc mừng Ramsey có một cái buổi mở màn tuyệt vời. Cảm ơn chị Su ạ. Thế còn Caric thì sao?
Em là một người có một cái vibe nó rất là đặc trưng trong team Gray. Sau mỗi vòng em sẽ nâng cấp mình lên một tí. Quan trọng hơn hết là tới bây giờ anh phải khẳng định là sau cái rap Việt này em nên làm rapper giải trí đi. Em rất sáng sân khấu và em làm mọi thứ rất là mượt tay và rất là động lại trong đầu anh. Những cái bài đầu em làm tới giờ nó vẫn còn động và bài này cũng vậy. Mặc dù anh rất là muốn bắt bẻ với lại V-Ray nhưng mà bài thuyết phục để xem lower ra như thế nào. Em cảm ơn Kêu đi ạ. Anh có chọc nguyến mới chịu. Khen nhưng cũng không quên đá đều em một chút. Nhưng không sao, nhưng mà đó là anh nghĩ là anh biết anh nói rất là chân thành. Dạ, yeah. Mình làm nhạc cuối cùng để mọi người nghe thôi mà đúng không? Để làm sao cho mọi người nhớ. Và cái điều này thì anh biết anh làm giỏi. À, thì biết thấy sao? Em đồng ý với cả Rick. Đến cái vòng này thì rõ ràng là Ramsey đã có cái sự level up hơn ở trong cái cách rap. Thật ra ấy, ở hai vòng đầu thì anh vẫn cảm giác như là em vẫn đang hơi loay hoay một chút. Nhưng mà đến cái vòng này thì rõ ràng là em có những cái flow nghe rất là bám beat, rất là cuốn. Và cái khả năng chơi vần cũng vậy, rất là đầu tư. Cái bài này có 3 verse, anh đang rất là lo là về sau em sẽ đuối. Nhưng mà không, anh còn thấy em là một người có một cái giọng rất là đặc trưng. Em đi những cái nốt cao và em hát hook cũng rất là cuốn. Chúc mừng em về một cái bài gọi là mở màn của bảng rất là hay như này. Và anh đã thấy được cái sự bứt phá của Ramsey. Dạ, em cảm ơn anh Big Daddy ạ. V-Ray, bạn là một người làm việc như thế nào? Em có thể share để mọi người hiểu hơn về Ramsey của chúng ta. Dạ, thưa anh Thành, Ramsey là một người rất là chân thành, rất là chất phác. Làm việc với bạn lúc nào nó cũng rất là thoải mái và dễ dàng. Tại vì bạn rất là chuyên nghiệp và rất là nề nếp. Rất là thích cái điều đó ở bạn. Thực ra cái kế hoạch ban đầu của em dành cho bạn ở vòng 3 này nó khác. Nhưng mà với cái kinh nghiệm xảy ra vòng 2 thì em nhìn thấy được là maybe là em đang kìm hãm bạn quá. Và em rất là vui khi mà em đã thả lỏng cái video đó ra và để cho bạn được tự do là chính bạn. Rất là tự hào về Ramsey ngày hôm nay trên sân khấu ạ. Cảm ơn V-Ray. Xin mời anh Thái và Josati ạ. Yeah, I think giống mấy bạn nói rồi, cái nhạc kia em feel good. Biết rap hay, biết hát hay. And I agree with Vic, you have a long journey in this rap, you know what I'm saying? And much respect to you. Cảm ơn anh Thái. Cái bài này bạn như kiểu là chơi đùa, kiểu như nghệ sĩ về thăm trường, rất là tri ân. Em thấy góc nhìn rất là trưởng thành từ lời ca, lời rap, rồi tiếng hát. Nó đều là một cái sự đến từ một người đã có rất là nhiều những trải nghiệm. Gần như là họ đang chiêm nghiệm để họ tạo cái cảm hứng cho mọi người. Và thực sự là em là một người trong mùa này, anh thấy là hội tụ đủ hết tất cả những thứ liên quan đến một nghệ sĩ giải trí. Anh không thấy cái gì của em mà nó đang bị thiếu. Có. Đấy ạ. Có đấy. Anh nghĩ là em nên có thêm một chút khát khao nữa. Dạ thưa anh Thành, là mọi người chưa nhìn thấy nhưng mà ở trong em rất là thế rồi ạ. Có hay không chỉ một mình em biết. Dạ. Và nhiệm vụ của chúng ta không phải là để mình biết, mà là nếu muốn điều đó được xảy ra thì phải làm sao cho mọi người không cần nói, người ta nhìn vào cũng biết. Dạ em hiểu ạ. Đó là câu trả lời. Lần sau anh muốn có một Ramsey bước lên đầy khát khao và anh không cần phải giới thiệu, mọi người phải thấy được điều đó. Dạ. Chúc em may mắn. Vâng thưa quý vị, Ramsey.